thì bốn ép ngực 20 kg ha. Tới giờ này nó phê lắm này, ép nha, phải đẩy nha, đẩy là dễ rồi, ép nó mới căng, sợ lắm nó căng. Trời ơi, 4 hiệp 20 kg mỗi bên, tức là 1 hiệp là 40 kg, 10 cái là 400 kg, 4 bài tính ra là 1 tấn 6, liền cái phần ép ngực không hết 1 tấn 6. Ôi đuối thế, không biết. Rồi, xong ép ngực, bây giờ thì tôi sẽ vô bài đẩy ngực búa, tập nhiều phần giữa ở đây, và búa là búa ghế dốc lên, ăn nhiều luôn ở trên này. Chơi cục nào trước ta, em chắc 25 rồi, phê quá rồi. Chơi 32 luôn ta, chơi 32 lần này, 32 hay 25. Tới giờ phút này đẩy ngực giữa nè, giữa chơi nhiều đó hơi bị phê. Nhưng cũng 25, chơi 25 thôi. Bớt mồ hôi nha, ướt quá. Cái áo thúi má rồi đúng không? Thúi quá. Hả? Cái quạt nó đâu, quay vô anh đâu. Giờ anh nóng quá, anh nóng đâu chịu nổi nữa đâu. Chưa. Bơ vậy mà em cũng hỏi nha. Đó nè. Không làm 32 nổi đâu, mỏi quá. Đây, các bạn tập ngực, các bạn tập những gì? Tôi tập ngực là nãy là bên kia mới đầu vô là đẩy ngực thanh đòn ghế dốc 20, 40, 60, 80, 100.
mỗi cái một hiệp 10, lên tới 101 một hiệp 4, một hiệp 3 banh sát. Sau đó qua tại đơn cục 32.5, tại ở nhà chỉ có cục 32.5 thôi, 4 hiệp, mỗi hiệp nhiêu ta, mỗi hiệp 10. Rồi sau đó ép ngực tạ đơn 20kg, 4 hiệp, mỗi hiệp 10. Giờ vô đẩy tạ búa. Đấy, tập dậy phần ngực giữa hơn ha. Rồi, hiệp 2. Nó sẽ khít, nó khít luôn cái phần này. Đấy, nó sẽ khít cả nét luôn cái phần này. Mệt lắm thiệt, tập nặng liên tục kiểu này mệt lắm, mệt kinh khủng. Đó, anh chị ơi, thì anh đang quay đầy đủ một buổi tập ngực của anh ấy mà. Cha ngu rồi, gồng ngực chi cho nó trục rút cơ ngực giữa các hiệp tập ấy, các bạn bẻ bẻ vậy nè cho nó giãn bớt ra, nó bớt căng. Nó đang tập mà gồng gồng tới gồng lui nó chụp rút ngực nữa hết tập, nó còn đờ cái bộ tập. Thế nhá.